Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử sinh viên thân khẩu ý làm lễ tán dương đến Đức Phật. Đệ tử sinh viên thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử sinh viên thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ơn Đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương đương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người tự hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tăng bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam Bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm được an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Vừa qua thì có một số thiền sinh của chúng ta có người thân ở nhà vừa mới qua đời. Một trong số đó đó có một cái cách, đó chính là bị rút ống thở. Có lẽ quý vị sinh hoạt ở ngoài thì chúng ta sẽ không lạ với trường hợp này, và có thể sẽ một lúc nào đó chúng ta đối diện với sự lựa chọn này. Với cá nhân sư thì cho rằng đây là chưa chắc gọi là một sự tiến bộ trong y học, bởi vì khi mà phải đưa con người ta vào sự lựa chọn là có rút ống thở hay không. Nếu như khi xưa thì chỉ đơn giản là cứu không được thì thôi, còn bây giờ thì duy trì sự sống rồi cái việc rút ống thở không do người đó tự quyết định, mà do thường là do người thân tự quyết định. Điều này là một điều rất nguy hiểm, bởi vì quý vị thấy là nó đủ hết cả năm chi phần của giới. Thứ nhất là chúng sanh có sự sống, thứ hai là mình biết rõ đó chúng sanh có sự sống, thứ ba mình có ý muốn chấm dứt sự sống. Đúng, mình rõ ràng ý thức được việc rút ống thở là sẽ đưa người bệnh chết, và mình quyết định thực hiện điều đó. Đó rõ ràng là có ý muốn chấm dứt sự sống, ý muốn không tiếp tục duy trì sự sống cho người đó nữa. Rồi thứ tư là nỗ lực hành động bằng cách là rút ống thở, và thứ năm chúng sanh chết do sự cố gắng ấy. Nó đủ năm chi phần như vậy thì rơi vào cái thế là người nhà sẽ có người sẽ phạm giới sát sanh, mà cái giới này á, thì lại giết, cái này lại là giết người, tội nó rất là nặng. Mà nếu như cái người đưa ra quyết định đó là con á, thì nó lại rơi vào ngũ nghịch. Thành ra là sư suy tư, trong trường hợp của sư thì chắc có lẽ là cá nhân sư có lẽ là sẽ có một cái lời trăn trối, hoặc là giống như lời di chúc, đó là nếu như mà bản thân sư rơi vào tình huống mà phải dùng ống thở để duy trì sự sống á, thì sư quyết định là sẽ tự rút ống thở, chứ không có để ai phải rút giùm cho mình, bằng cách
là cái bình oxy đó dùng hết thì bác sĩ không cần phải thay, bởi vì đó là quyết định cá nhân của sư. Thì như vậy sư tránh được cái việc là người khác sẽ phải vì cái tình huống của mình mà họ phải đi đến quyết định rút ống thở. Tức là nếu như đang thở bằng máy, dùng cái đường ống chung chung trong cái ICU thì chuyển sang bình oxy này, sư đang nói cá nhân sư. Và sau đó đó thì khi bình oxy cạn thì không cần phải thay, có thể sư sẽ chăn chót sư ghi di chúc cái đó, ai còn sống ai còn tỉnh táo thì nhớ cái lời dặn đó, rồi tới đó tự nhiên mà làm thôi. Tức là người đó sẽ không tham dự vào cái việc là quyết định có rút ống thở hay là không. Đó là cái chia sẻ của sư về vấn đề này. Bởi vì ở đời có những cái mà nếu như chúng ta không khéo và không chuẩn bị ngay từ đầu, nó sẽ để lại những cái hậu quả không có tốt đẹp. À, chúng ta quay trở lại thời pháp. Là ngày hôm qua sư đã nói về việc chúng ta quan sát cái tâm tham và tâm sân, việc quán tâm trên tâm. Ở trong chú giải của bài kinh Tứ Niệm Xứ Trung Bộ số 10 thì có nhắc đến do chúng ta không khéo như lý tác ý Ayonisomanasikara, cho nên làm cho chúng ta chú ý đến các tịnh tướng Supha-nimitta, làm cho các dục chưa sanh thì nó sẽ sanh, và khi nó đã sanh thì nó lại càng tăng trưởng. Thế nào là như lý tác ý Yoniso-manasikara? Thì cái Yoniso á, Yoniso có nghĩa là hợp lý đúng đắn. Yoniso là hợp lý đúng đắn. Ayoniso có nghĩa là gọi là không hợp lý, không đúng đắn. Manasi là cái tâm của mình á. Còn caro tí là hành động, hành động của tâm thì chúng ta dịch là suy tư, tâm suy tư, tâm suy nghĩ, tâm quán tưởng. Và ở đây nếu mà dịch sát là tâm suy tư không hợp lý, là Ayoniso-manasikara, là tâm suy tư không hợp lý. Mà các ngài dịch á, là cái Yoniso là đúng đắn, hợp lý, thì các ngài dùng cái từ là như lý. Cái từ như lý là một từ Hán, Hán cổ. Manasí là tâm, thì các ngài dịch là ý thì nó sát rồi. Còn caro tí là hành động, các ngài dùng cái từ là làm, gọi là tác. Hành động là làm, mà làm là tác. Thành ra chúng ta có từ tác ý. Trong Phật giáo chúng ta hay nghe là con tác ý, mình tác ý. Tác ý tức là tâm có chủ ý. Tâm suy tư là hành động của tâm, thì dịch là tác ý. Cho nên cái từ mà Ayoniso-manasikara có nghĩa là tâm suy tư không hợp lý. Tâm suy tư không hợp lý về tịnh tướng Supha-nimitta. Cái từ mà xú phá có nghĩa là tốt, là đẹp, nó cũng có nghĩa là thanh tịnh. Cái tốt ở đây á, thí dụ như là một chiếc xe mà chạy tốt thì nó cũng là xú phá. Một người có cái nhan sắc đẹp thì cũng là xú phát. Rồi chúng cái trí tuệ của chúng ta đó, nó thông minh thì mình cũng có thể có cái tiền tố xú phát đằng trước để chỉ cho cái gì mà nó tốt hoặc là nó đẹp. Nimitta là cái tướng,
Cái tướng ở đây là cái những cái biểu tượng, những biểu hiện thì gọi là cái tướng. Thì xú phá nimitta ở đây là những cái hình tướng, những cái tướng trạng. Tướng trạng đây có thể là tướng của âm thanh, tướng của mùi vị nha, chứ không nhất thiết là nó phải là một cái hình cụ thể. Thì xú phá nimitta là một cái tướng nó đẹp, một cái tướng nó tốt. Thì khi chúng ta suy tư về cái tướng đẹp, tướng tốt đó thì lại gọi là ayoniso manasikara, là suy tư không hợp lý. Tại sao là suy tư không hợp lý? Bởi vì cái bất tịnh, bất mỹ, tức là không có đẹp và không có sạch, chúng ta lại cho nó là đẹp là sạch, là chúng ta không thấy được cái thực tướng của nó. Ví dụ như chúng ta thấy một cái bông hoa và chúng ta thấy là nó đẹp, nhưng mà chúng ta không thấy rõ là bông hoa đó, đó là nó cấu tạo từ vô số những cái tế bào, rồi thì nó sẽ biến đổi không ngừng, nó sẽ bị héo, nó sẽ bị hoại sắc. Mình không thấy cái đó. Mà ở đây được nói cụ thể là chúng ta không thấy rõ tam tướng, đó chính là cái tướng vô thường. Chúng ta nhìn một thứ đẹp, chúng ta cứ nghĩ là nó cứ vậy hoài, nó không thay đổi. Cho nên là chúng ta mới thích thú, suy tư, bảo tồn, bảo dưỡng. Chúng ta có sắc đẹp, chúng ta lo, chúng ta chăm sóc sắc đẹp. Chúng ta có nhà thì chúng ta lo, chúng ta chăm sóc cái nhà. Chúng ta có xe, chúng ta lo, chúng ta chăm sóc cái xe. Tức là chúng ta không thấy được cái sự vô thường. Mình không thấy được cái tướng suy hoại, cái tướng già của nó. Mình cứ nghĩ là nó cứ đẹp như vậy hoài. Thành ra đó, những người khi đến tuổi già đó, họ đau khổ. Bởi vì sắc đẹp họ cứ mong muốn nó cứ kéo dài như vậy hoài, nhưng nó không kéo dài được, cho nên họ khổ. Tức là họ không thấy được cái tướng vô thường của các pháp. Thứ hai là cái mà khổ thì họ cho là lạc. Thứ nhất ha, là cái vô thường thì cho là thường. Thứ hai đó là khổ thì lại cho là lạc. Như cái chuyện mà mình mua một chiếc xe, rồi mình phải chăm sóc nó, phải rửa nó, rồi phải bảo trì, bảo dưỡng nó. Đi đâu thì cũng phải tránh hoa vẹt, rồi mình để xe thì cũng phải kiếm cái chỗ để đàng hoàng, để tránh nó phơi gió, phơi sương. Những cái khổ như thế, nhưng mình không thấy là khổ, thì đó chính là ayoniso manasikara, suy tư không hợp lý. Rồi khi một người phụ nữ mang thai sinh con, cái việc mang thai á, nó phải chịu nhiều sự nặng nề, ăn không dám ăn đó. Phải đi đứng không dám đi đứng, sinh hoạt không dám sinh hoạt, phải kiêng khem đủ điều, phải thèm những thứ trời ơi đức hỡi. Rồi chưa kể là phải hành hạ bởi những cơn thèm nữa. Có nhiều người phụ nữ họ thèm lạ lắm. Như có người họ thèm cái mùi bô xe, hoặc là thèm một cái món mà nửa đêm khuya tự nhiên họ thèm, họ bắt ông chồng ông chạy mười mấy cây số đi mua cho bằng được về hết thèm. Thì
Cái khổ đó mình không thấy là khổ. Rồi tới hồi mà đẻ đó, dù là đẻ mổ hay là đẻ thường thì nó cũng vẫn trải qua sự khổ mà mình không thấy là khổ. Như trường hợp bà Suppawasa, mẹ của ngài Siwali, bà mang thai ngài là 7 năm lẻ 7 tháng, tức là mang thai hoài, nó không chịu đẻ. Tới hồi mà bà trở dạ bà đẻ đó, là ngài kẹt ở cái cửa tử cung đó, kẹt 7 ngày. Bà đau đớn, quý vị biết mình, quý vị đẻ, nếu ai từng sinh con, quý vị thấy cái thời gian đẻ của mình nói vậy chứ nó không có bao nhiêu hết trơn. Mà bà đau đẻ tới 7 ngày, bà kiệt sức, bà nghĩ là chắc bà chết rồi. Và bà xin, giống như bà là trăn trối đó, xin nhờ chồng của bà là đi đến đảnh, nhân danh bà đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn thấy là bà đã đến cái nghiệp đó, nó đã muội lược rồi, cho nên là ngài mới chúc là chúc cho mẹ tròn con vuông. Và khi đó là bà đẻ ra được ngài Siwali. Tức là nó đau đớn dữ thần lắm. Mà khi Đức Thế Tôn đến bà Cha Tăng cúng dường, Đức Thế Tôn nói: sao, có còn muốn đẻ nữa không? Bà nhìn ngài Siwali dễ thương quá, chạy tới chạy lui dễ thương quá, bà gật đầu cái rụp, nói dạ không muốn đẻ nữa, 10 đứa như vậy cũng được. Thì Đức Thế Tôn mới nói với bà: do cái khổ nó bọc cái lớp vỏ ngọt ngào bên ngoài, cho nên nó đánh bại những người không tinh tấn. Quý vị mang nặng đẻ đau nha, nuôi con cực khổ gần chết mà thấy đứa nhỏ nó cười, nó dễ thương, nó bi bô, rồi là xong đẻ nữa. Mình nuôi nó mình không, cái khổ đó đó đúng y như lời Đức Phật nói, nó bọc một lớp vỏ ngọt ngào, cho nên mình chấp nhận khổ. Chính bởi vì như vậy, ở đây là ayodhiso manasika đó, là cái khổ mình cho là lạc. Cái chuyện mà mang thai, sinh con, nuôi con, nó vốn dĩ là khổ, mà do nó bọc một lớp đường bên ngoài, mình cho nó là lạc. Khổ lại cho là lạc à. Còn vô ngã lại cho là ngã. Tức là những cái đó vốn dĩ không đáng để xem là của mình, mà mình lại ôm chết nó, mình coi là của mình, để rồi mình sanh tử. Nếu như quý vị thấy một căn nhà hàng xóm mà nó bị cháy, thì mình cũng nỗ lực mình dập lửa, nhưng mà mình có buồn không? Không. Đến khi cái nhà mình cháy, mình buồn là bởi vì mình xem đó là cái nhà của mình. Mình, người ta mua một căn nhà, mình có chạy qua mình chăm sóc rồi mình bảo trì bảo dưỡng cái nhà giùm người ta không? Không. Mà khi mình mua nhà, mình lo, mình chăm sóc, mình trang trí, mình bảo trì bảo dưỡng. Tại sao? Tại vì mình xem đó là của mình, mà vốn dĩ không có cái để xem là của mình hết, mà mình lại xem là của mình. Cho nên cái vô thường mình xem nó là thường, cái khổ mình xem nó là lạc, cái vô ngã mình xem nó là hữu ngã. Chính vì lẽ đó cho nên cái đáng lẽ nó không hề gọi là cái tướng đẹp, không hề có cái gọi là tướng đẹp, tướng sạch đó, không hề có cái gọi là xú phá lý mít tá, mà mình lại chú ý nhiều đến nó một cách liên tục và thường xuyên, dẫn đến việc tâm tham sanh khởi.
Khi mà mình nhìn thấy một người đẹp, nếu như mình cắt duyên ngay từ đó là nó êm chuyện rồi. Nhưng do mình không cắt, mình tiếp xúc hoài, mình gần gũi hoài, mỗi lần gần gũi mình nếm một chút cái vỏ bọc ngọt ngào đó, mình thấy nó ngọt rồi đó, mình không chú ý đến tam tướng đó, vô thường, khổ, vô ngã. Rồi chính bởi vì lý do đó mình làm mồi cho tham ái, rồi mình rước họ về. Mà rước họ về là mình lại chịu biết bao nhiêu đau khổ. Người ta nói là cái gì à? Vui 3 tháng, buồn 3 năm mà khổ một đời. Cái hôn nhân mà ai đã trải qua rồi đó, hỏi quý vị đó, về nếu mà ai mà chưa kết hôn về hỏi ba, ba lấy má ba sướng không ba, thế nào? Không tin về hỏi mấy cụ nè, sao lấy chồng sướng không, khổ gần chết. Thế nào ông ba cũng nói tao lấy má mà tao khổ gần chết. Qua hỏi má, má lấy ba, ba má sướng không ba má, thế nào bà má cũng nói tao lấy ba mà tao cũng khổ gần chết. Ủa sao bắt con lấy chồng chi vậy? Đó. Rõ ràng á, người ta biết hôn nhân á là khổ gần chết mà người ta làm đám cưới cho con họ cười toe toét à. Nó lạ, cái cuộc đời nó như thế đó. Tức là vô thường mình thấy là thường, khổ mình thấy là lạc, vô ngã mình nghĩ là hữu ngã. Nói nó kỳ nha, ông chồng không phải của mình đâu, bà vợ cũng không phải của mình đâu. Mình chỉ mượn xài tạm một thời gian thôi. Dẫu lắm được vài chục năm. Rồi sao? Một là mình chết, hai là bà chết, qua đời sau kiếp khác, đi theo người khác. Dễ gì gặp lại nhau. Còn nhớ bài pháp mà sư kể với quý vị không? Muốn mà tiếp tục làm vợ chồng ấy, trong thời gian hôn nhân, ngay cả suy nghĩ đến đối tượng khác phái cũng không có. Mình có đạt được yêu cầu đó không? Mình không đạt được thì tới mình chỉ mượn, qua đời sau kiếp khác là nó đi theo người khác, mà mình cứ nghĩ là của mình. Cho nên á, họ có tệ bạc như thế nào mình bỏ, mình vẫn không có bỏ. Cái tham ái nó nằm ngay trình hình đó mà mình không thấy. Do đâu? Do mình chú ý đến cái tịnh tư, do mình chú ý đến cái vỏ bọc đường bên ngoài mà mình không thấy được cái khổ bên trong. Do đó Đức Thế Tôn nói, khi chúng ta chú ý đến cái xú phá nimitta là cái tịnh tướng hoặc là cái mỹ tướng, thì chúng ta sẽ làm cho tâm tham sanh khởi. Càng để ý đến người đẹp là tâm tham càng sanh khởi, càng để ý đến vật dễ thương tâm tham càng sanh khởi. Do chúng ta tiếp xúc liên tục. Và bây giờ đó, làm sao để chúng ta khắc phục nó? Ở đây Đức Thế Tôn nói chúng ta hãy yoniso manasikara, là suy tư hợp lý về asufa nimitta, là về bất tịnh tướng hoặc bất mỹ tướng. Là khi chúng ta thấy một vật đẹp, như là chúng ta thấy một bông hoa đẹp, hãy suy tư ngay về tam tướng, thấy rõ nó sẽ suy tàn, thấy rõ nó là nguồn sanh khổ. Bông hoa, nhìn bông hoa đẹp thì nguồn sanh khổ ở đâu? Bông hoa đẹp thì tâm tham sanh khởi. Người không chánh niệm tỉnh giác, nhìn một vật đẹp tâm tham sanh khởi, tâm tham dẫn đi luân hồi, mà luân hồi là còn già,
bệnh, chết. Đó chính là nguồn sanh khổ. Thấy rõ cái khổ tướng của nó, và thấy rõ do nó vô thường, do nó khổ, cho nên không nên xem đây là của ta, đây là ta. Thấy một người đẹp, suy tư thấy rõ tướng vô thường của họ, tức là người đẹp này đó rồi sẽ già, nó lưng còng, má hớp, da nhăn nheo, các có cơ nó chảy xệ, bắt đầu là khó tính, khó nết đó. Bắt đầu là bệnh, là phải nuôi, bưng, là coi như đổ hốt phân, đổ nước tiểu, mỗi một ngày là tiêu tiểu không tự chủ, mình phải dọn đó, vừa dọn mà vừa cằn nhằn. Đó là cái kết quả tương lai đó. Thấy rõ cái sự vô thường. Sư gặp một vài sư cô hồi xưa đẹp biết bao nhiêu, bây giờ nằm một chỗ, tiêu tiểu tại chỗ, gọi là da bọc xương đó. Hồi xưa là còn ăn mặc kín đáo, bây giờ nó cỡ toạc luôn, nó thôi làm ơn tóc vô giùm đó. Coi như là y áo xốc xếch, ai thèm nhòm đâu, cũng không ai thèm lo chứ. Mà cái hồi mà cổ mà 19 đôi mươi á, đại gia nó xếp hàng, nó rước bả về á, mình không thấy cái tướng vô thường của nó. Thành ra mình phải chú ý đến cái tướng vô thường của nó, chú ý đến tướng vô thường của nó. Rồi mình thấy rõ cái tướng khổ là thứ nhất, mình rước cái thứ này về, cái củ nợ này về là mình khổ biết là bao nhiêu. Có nhiều người á, sau khi ly hôn, họ chưa chán dục, họ vẫn còn thích cái chuyện nam nữ, nhưng mà mỗi lần mà họ chuẩn bị, gọi là nghĩ tới chuyện hôn nhân, họ nghĩ đến cái hôn nhân vừa qua của họ là họ ngán tận cổ. Từ đó đó mà họ thôi dẹp để qua bên. Đó là họ thấy được cái tướng khổ, tướng khổ của cái cuộc hôn nhân. Rồi khi mà nó đã vô thường, nó đã khổ, thì nó không đáng để xem đây là ta, là của ta. Đó là cái mà chúng ta sẽ suy tư. Khi chúng ta tư duy hợp lý như thế thì các dục á, nó sẽ giảm nhẹ. Sư có một kinh nghiệm là đôi khi nhìn những cô Phật tử mà có nhan sắc mà nó làm cho cái tâm của mình á, nó phàm tục, nó rúng động. Đương nhiên giờ cũng không có thánh đâu, nhưng mà khi cái tâm mình rúng động thì sư có một trong những cách mà sư áp dụng là sư ngó qua mấy bà cụ, là cái người này nè, sớm muộn gì họ cũng sẽ như thế này, thì có cái gì mà ham mà mê, thì tham ái sẽ nhờ vậy mà nó giảm thiểu. Rồi sau đó đó, sư có thể suy tư về các thể trược, suy tư về da nè. Da nó cái tướng vô thường của nó, nó bắt đầu nó suy hoại, nó lở loét, nó bệnh hoạn. Rồi thấy rõ đó cái tướng khổ của nó. Và khi nó đã vô thường, nó đã khổ, thì đừng nên xem đó là của ta. Thì như vậy đó, các dục nó sẽ suy giảm. Ở đây, ở trong chú giải có nói sáu pháp đoạn trừ dục tham. Thứ nhất á, là chúng ta cần phải học tập về bất tịnh tướng.
các bất tịnh tướng sư đã hướng dẫn với quý vị ở phần quán thân trên thân, đó chính là xem xét 32 thể trược, hoặc là nhìn các pháp dưới các tướng vô thường, khổ và vô ngã. Cái thứ hai là thực hành bất tịnh tướng, tức là mình học là một chuyện, nó chỉ trên giấy tờ thôi, trên lý thuyết thôi, nhưng khi chúng ta tự thân thực hành và tự thân trải nghiệm thì nó sẽ khác. Thứ ba là chúng ta phải thu thúc các căn: mắt bớt nhìn, tai bớt nghe, mũi bớt ngửi, lưỡi bớt nếm, thân bớt xúc chạm, ý bớt suy tư. Sư có một cái thói quen thôi, là hễ mà có một cái mùi gì mà nó thoáng qua, cái mùi lạ đó, hoặc là cái gì mà nó thoáng qua trước mặt mình đó, là nín thở trước. Thì nhờ như vậy đó, có đôi khi một số người nữ khi đến chùa, họ đi ngang qua thì sư không biết họ có mùi hay không có mùi, nhưng tốt nhất nín thở. Tại vì khi đó tốt nhất là mình ngăn nó từ bên ngoài. Đúng là mình yếu, cứ thừa nhận mình yếu chứ đừng có tỏ ra mình oai. Cứ thừa nhận mình yếu, tôi yếu cho nên tôi không dám ra gió. Chứ đừng nói là cứ hít thở bình thường thì tâm không dục mới giỏi. Xin thưa, đó là dành cho những người cao siêu. Tôi bình thường cho nên tôi phòng hộ các căn. Khi mà chúng ta càng ít để ý, càng thu thúc các căn, thì chúng ta càng bớt cơ hội làm mồi cho các dục. Cái thứ tư là tiết chế trong việc thọ thực. Ở đây được Đức Thế Tôn dạy trong Tạng Luật là hãy ngưng khi chỉ còn 3, còn 4 hoặc 5 miếng nữa thì no, nên ngừng. Tiết độ trong việc ăn uống là thứ năm là thân cận bạn lành, tức là mình cần phải gần gũi với những người ly dục. Chứ còn mà sư biết trong khóa có những bạn đang bị thiêu đốt trong các dục, mà bây giờ mà để cho họ ở gần nhau thế nào cũng cháy nhà. Cho nên là mình phải biết cách sắp xếp chia họ ra hợp lý. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ có những người bạn lành. Chứ còn mà nhất là các những người nam, khi mà chúng ta tiếp xúc gặp những người mà rủ rê nhậu nhẹt, rồi rủ rê đi hưởng thụ những cái quán bar, quán cà phê, quán bia ôm đó, thì như vậy là chúng ta đã tiếp xúc với những người bạn không thích hợp. Nó chỉ làm cho tâm tham tăng trưởng. Về nhà cũng vậy ha, chúng ta cần phải tiếp xúc những người bạn lành thích hợp. Và điều thứ sáu là nghe và nói những vấn đề phù hợp. Nghĩa là chúng ta cần phải nghe những chủ đề nhắc đến việc ly dục. Và chúng ta khi nói thì cũng phải tránh nói những việc liên quan đến việc hưởng dục. Chúng ta phải nói những gì mà liên quan đến sự ly dục. Thì khi đó, nhờ áp dụng 6 phương pháp này, chúng ta có thể giảm thiểu các dục. Rồi tiếp theo là cái tướng thù nghịch, Pratigha Nimitta. Tướng thù nghịch là sao? Là cái tướng mà mình không
ưa, mình không thích những hình ảnh mà mình không vừa lòng. Ví dụ như mình đang hành thiền mà mình thấy những người mà họ thất niệm, họ nói chuyện, đó chính là tướng thù nghịch. Hoặc là mình thấy một cái bãi rác thì đó là tướng thù nghịch. Thì khi mà chúng ta không khéo tác ý trong các tướng thù nghịch đó, thì nó sẽ làm cho tâm sân sanh khởi. Nó giống như là một cái đồ ăn vậy đó, nó sẽ đúc cho tâm sân của mình đó. Nó đúc cho cái anh sân ảnh no, rồi ảnh bắt đầu ảnh lớn mạnh lên. Thì cái tướng thù nghịch nó sẽ là đồ ăn cho tâm sân. Cũng giống như cái mỹ tướng, cái tướng đẹp nó là đồ ăn cho tâm tham, thì cái tướng thù nghịch nó là đồ ăn cho tâm sân. Cái bát thí gá ni mít tá trong một số bài kinh dịch là đối ngại tướng, thì phải nói là nó khá là khó hiểu. Trong khi đó, nếu như chúng ta dùng cái từ là cái tướng thù nghịch á, tướng đối nghịch, thì chúng ta dễ hiểu hơn. Thì khi mà chúng ta để ý đến những cái tướng thù nghịch, Đức Thế Tôn nói này các tỷ kheo, các tướng thù nghịch ở đây á, không khéo tác ý thì sẽ làm cho sung mãn các tướng thù nghịch đó. Bởi vì các tướng thù nghịch làm thực phẩm, tức là làm duyên cho các cái sân chưa sanh thì nó sanh khởi, và các sân tâm đã sanh được tăng trưởng. Do đó đó, để chúng ta hướng đến sự giải thoát khỏi sự sân hận, ở đây Đức Thế Tôn đề nghị, ở trong chú giải này đề nghị là cần phải tu tập từ tâm giải thoát. Từ tâm giải thoát có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta giải thoát tâm nhờ thực hành từ. Thực hành tâm từ thì nhờ đó tâm được giải thoát khỏi sân hận, thì gọi đó là từ tâm giải thoát. Ở đây chúng ta có 6 pháp đoạn trừ sân hận. Thứ nhất là chúng ta cần phải học về cái tướng của tâm từ, metta nimitta. Metta nimitta, thế nào là tướng của tâm từ? Khi chúng ta có lòng từ với chúng sanh khác, đầu tiên ấy, chúng ta hướng tâm đến họ và chúng ta suy tư. Khi đối với người bắt đầu tập ấy, tốt nhất là chúng ta hướng đến cái người mà không phải là người chúng ta thù ghét. Ví dụ như hướng đến những người bạn lành chung khóa thiền của chúng ta, mà những người đó là cùng giới tính ha. Chúng ta suy tư, quán tưởng, tưởng tượng người đó là con ruột của mình. Khi đó, bằng tình thương của một người mẹ, chúng ta hướng tâm mình đến cái người con đó và thật lòng mong cho người con đó được an vui. Thì khi mà chúng ta hướng tâm từ của mình đến người đó đó, tâm của chúng ta có một trạng thái gọi là trạng thái của tâm từ, là trạng thái từ của tâm. Khi chúng ta thực hành tâm từ, chúng ta sẽ nắm được trạng thái từ của tâm. Và đó chính là metta nimitta. Chúng ta phải nắm được, tập nắm được để hiểu trạng thái
từ của tâm là như thế nào. Tâm tham có trạng thái của nó, tâm sân có trạng thái của nó, thì tâm từ cũng có trạng thái của nó. Hãy thực hành để nắm được cái tâm từ. Bây giờ đó là quý vị đang học, là sư đang hướng dẫn quý vị để quý vị học, để chúng ta biết cái gì gọi là trạng thái từ của tâm. Nhớ, trong một tâm có rất nhiều trạng thái, thì từ là một trong những trạng thái của tâm, chúng ta cần nắm lấy nó. Và ý thứ hai là chúng ta cần phải thực hành nó. Khi chúng ta thực hành một cách thường xuyên thì cái trạng thái từ càng ngày càng mạnh. Khi chúng ta mới thực hành thì trạng thái từ nó rất là yếu ớt, chúng ta không nắm bắt được, hoặc nắm bắt được nó rất yếu ớt. Khi chúng ta thực hành càng nhiều thì trạng thái từ đó sẽ càng ngày càng mạnh. Rồi khi đó đó, chúng ta có thể dễ dàng an trú trong trạng thái từ của tâm. Từ đó chúng ta có thể vượt qua sự sân hận. Đó cũng là cái mà ngày hôm qua sư có nói với quý vị đó. Với người mà mình không ưa, mình ghét, thì mình hướng lòng từ đến họ bằng cách đó. Nhớ, để tâm đến trạng thái từ, để mình xem coi cái trạng thái tâm từ đó là trạng thái gì. Thực hành đi, quý vị sẽ nắm được cái đó. Khi chúng ta nắm được trạng thái từ á, nó diệu dụng lắm quý vị. Để chi? Khi chúng ta nói, chúng ta ngay lập tức tiến vào trạng thái của tâm từ. Khi chúng ta làm, chúng ta ngay lập tức tiến vào trạng thái của tâm từ. Nhờ như vậy đó, chúng ta có thể an trú trong tâm từ. Thứ ba đó là mình phải hiểu mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Mình có nghiệp của mình, họ có nghiệp của họ, ba có nghiệp của ba, má có nghiệp của má, vợ có nghiệp của vợ, chồng có nghiệp của chồng, con có nghiệp của con. Khi chúng ta hiểu được cái việc đó thì chúng ta sẽ không có bất mãn nữa. Khi chúng ta vừa mất điện thoại hoặc là vừa mất cái xe thì chúng ta suy xét về nghiệp là quá khứ mình đã từng lấy của không cho hay không. Nếu quá khứ mình từng lấy thì bây giờ mình mất có là gì đâu. Đây là chuyện đương nhiên, cho nên chúng ta sẽ không sân nữa. Hoặc là khi chúng ta lận đận trong tình duyên thì hãy suy xét là mình có phạm giới tà dâm hay không. Nếu mình đã từng phạm giới tà dâm thì bây giờ mình lận đận như thế, đây là chuyện đương nhiên, không có gì lạ. Từ đó mình sẽ vượt qua tâm sân. Rồi khi mình bệnh thì mình quán xét xem là mình có từng làm hại chúng sanh khác hay không. Nếu mình từng làm hại chúng sanh khác thì bây giờ mình bệnh là chuyện đương nhiên, không có gì phải sân. Cái thứ tư là chúng ta phải quán thật nhiều về nghiệp. Đó là chúng ta phải thực hành á, thực hành thường xuyên, chứ không phải đến khi đụng chuyện á, chúng ta mới quán. Mà khi chúng ta nhìn bất kỳ cái gì, làm bất kỳ cái gì, chúng ta đều phải suy tư về nghiệp và quả của nghiệp. Mình làm cái này nè, mình có tạo ác nghiệp hay không? Và khi mình tạo ác nghiệp như vậy, nó sẽ ra quả báo như thế nào?
Rồi khi mình chịu như thế này nè, thì cái ác nghiệp gì có thể gây ra tình trạng này? Rồi với mỗi một người á, thì chúng ta đều hiểu, à họ có nghiệp của họ. Từ đó đó, chúng ta có thể thoải mái áp dụng tâm từ mà chúng ta không bị dính mắc về họ. Thương thì có thương, nhưng mà họ có nghiệp của họ, mình có nghiệp của mình. Giữ cho tâm quân bình, và mình cũng sẽ không có sân hận, cũng không có bi lụy. À, cái thứ năm á, là thân cận thiện bạn hữu, là chúng ta hãy gần gũi những người ít sân. À, đó là những người á, tế nhị, thậm chí là, gọi là xinh đẹp cùng giới tính nha, tế nhị rồi sạch sẽ đó, biết ngó trước ngó sau, sinh hoạt là lễ phép, sống trật tự ngăn nắp. Thì khi chúng ta gần gũi những người bạn lành đó, chúng ta ít cơ hội để sân. Và điều thứ sáu, nói và nghe những điều phù hợp. Nghĩa là chúng ta chỉ nói những đề tài giúp cho chúng ta giảm thiểu tâm sân, hoặc là chúng ta chỉ nghe những đề tài giúp cho chúng ta giảm thiểu tâm sân. Nhờ như vậy đó, tâm sân do chúng ta có sự suy tư hợp lý, chúng ta sẽ vượt qua được tâm sân. Thưa với quý vị, việc quán tâm thì đa phần là chúng ta quán tâm tham với tâm sân là chính. Bởi vì cái si tức là cái vô minh thì lúc nào nó cũng đi kèm với hai anh này. Cái tà kiến đi kèm, lúc nào cũng đi kèm. Cho nên là chúng ta thường sẽ quán về hai anh này thôi. Còn nếu tâm si mà quán ở trong tứ niệm xứ, nhớ giùm sư, đó chính là si hoài nghi và si phóng dật. Tâm si có hai, hồi sáng sư có nói đó, là si hoài nghi và si phóng dật. Si hoài nghi á, là chúng ta cứ ngơ ngác, không biết giờ mình phải làm cái gì. Giống như là bây giờ mọi thứ nó tới với mình, mình ngơ ngác không biết giờ mình làm cái gì ta, cái gì làm trước, cái gì làm sau. Thì khi mình rơi vào trạng thái đó, mình biết à đây là si hoài nghi. Rồi khi chúng ta thực hành, chúng ta không biết là Đức Phật là có thiệt hay không, con đường đưa đến sự giải thoát của Ngài là có thật hay không, rồi cái giáo pháp mà Ngài dạy là có chính xác hay không, rồi tăng đoàn có thiệt là có thánh nhân hay không, thì đó thuộc về si hoài nghi. Rồi mình không biết là ông thầy dạy đó là có đúng hay là không. Rồi khi mình thực hành đến một cái mức độ nào đó, mình bị chững lại, rồi mình sẽ hoài nghi là không biết là phương pháp thực hành này có đúng hay là không. Thì đó gọi là si hoài nghi. Nếu như quý vị hỏi chúng ta thực hành tứ niệm xứ tới chừng nào, thì xin thưa tới chừng nào hết phàm thì thôi. Cho nên là trong quá trình thực hành tứ niệm xứ, chúng ta sẽ trải qua nhiều giai đoạn. Giai đoạn bồng bột, rồi cho đến cái giai đoạn nó tĩnh lặng, cho đến giai đoạn nó nhàm chán. Nó có nhiều giai đoạn mà chúng ta sẽ phải vượt qua. Thành ra đó, khi mà chúng ta gặp cái gọi là bình cảnh thì không có gì hết. Đó là giai đoạn chúng ta tiếp tục vun bồi ba la mật thôi, chứ nó không có gì mà chúng ta phải lo lắng nha.
Rồi si phóng dật có nghĩa là sao? Là tâm của mình không tập trung được. Nó cứ lăng xăng những suy nghĩ nó cứ ồ ập, nó đập tới mình. Mình không tập trung được thì đó gọi là si phóng dật. Cái cách mà giải quyết cái thứ nhất á, là mình chỉ ghi nhận. Khi thực hành tứ niệm xứ là mình chỉ ghi nhận là tâm si đang có mặt, ghi nhận như vậy thôi. Còn về cái phương pháp mà diệt trừ á, thì thứ nhất là chúng ta cần phải học về giáo lý. Không học giáo lý thì mình không biết cái gì là đúng, cái gì là sai, mình hoài nghi là đúng rồi. Không học giáo lý thì mình không biết phương pháp giải quyết vấn đề như thế nào, cho nên mình ngơ ngác là đúng rồi, phải học giáo lý. Cái thứ hai, gần gũi những bậc thiện tri thức. Để chi? Để mình hỏi han vấn đề của mình. Cái vấn đề đó là như thế nào, cái gì là đúng, cái gì là sai, mình gần gũi để mình hỏi han. Thì như vậy đó, thì mình sẽ vượt qua được sự hoài nghi. Còn khi phóng dật á, thì như sư nói, mình thực hành tứ niệm xứ, mình chỉ đơn giản mình quan sát biết tâm đang phóng dật, thế thôi. Mình giống như là một người xem những cái đoạn mà những cái phim vậy đó, nó cứ chạy ào 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 qua màn hình. Đừng chạy theo những suy nghĩ phóng dật đó, mà mình chỉ đơn giản ghi nhận là tâm đang có si phóng dật, thế thôi. Rồi tâm có sự tập trung. Khi chúng ta có sự tập trung thì chúng ta biết rõ là tâm có sự tập trung. Còn khi tâm tán loạn, tức là tâm của mình nó cứ tán loạn, nó không tập trung được, thì chúng ta biết là tâm tán loạn. Khi chúng ta thực hành quán tâm thì thông thường nó cũng chỉ rơi vào những trường hợp đó mà thôi. Hãy bình tĩnh quan sát nó, thấy nó là vô thường, nó chính là khổ. Và chính bởi vì nó là vô thường, là khổ, cho nên không đáng để xem đó là tôi, là của tôi. Khi chúng ta liên tục thực hành quán tâm như vậy, trí tuệ của chúng ta sẽ ngày một tăng trưởng. Khi bây giờ đó, quý vị mới thực hành, sư hướng dẫn quý vị đủ cả các niệm xứ, thì quý vị sẽ thấy là nó nhiều cái, nó phong phú, có nhiều cái để chúng ta thực hành. Nhưng khi mà chúng ta thực hành 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, các đề mục tứ niệm xứ trở nên thuần thục, nó không còn mới mẻ nữa, thì chúng ta sẽ trải qua cái giai đoạn là nó bình cảnh. Sư tạm gọi là bình cảnh, giống như ở trong kiếm hiệp vậy đó. Tu hành đến một giai đoạn nó đụng phải cái bình cảnh. Thì khi chúng ta gặp bình cảnh đó, chúng ta làm gì? Vẫn tiếp tục thực hành tứ niệm xứ, tiếp tục nhìn mọi thứ với cái nhìn tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Tiếp tục như vậy, mỗi một lần chúng ta nhìn vạn vật với cặp mắt thấy rõ tam tướng, là khi chúng ta gần hơn với con đường giải thoát. Chúng ta tiếp tục vung bồi đổ đầy các ba la mật, rồi đến khi nó chín mùi thì chúng ta sẽ đạt được sự giác ngộ chấm dứt khổ. Và sự hướng dẫn của sư sáng hôm nay chỉ tới đây. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý.
Sau khi thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khải Giá.